Trong thiên nhiên hoang dã, khi đôi chó và sư tử tuy không thường xuyên đối địch với nhau, nhưng khi có cơ hội, chúng sẵn sàng giết chết đối thủ. Thế nhưng, chú khỉ đầu chó được trong đoạn clip sau đây lại làm điều ngược lại. Nó bắt sư tử con về và chăm sóc ân cần như con đẻ của mình. Những hình ảnh này đã được giám đốc điều hành tour của Cross Safari ghi lại. Con khỉ đầu chó đực đang ôm sư tử con và leo lên cây như thể đó là con của nó. Khi đi ngang qua một đàn khỉ đầu chó, anh để ý chúng có vẻ đang rất phấn khích. Đoàn của anh lúc đó cũng đang quan sát lũ khỉ và nhận ra có bóng dáng của một con sư tử con ở trong đó. Quan sát kỹ hơn, họ phát hiện con sư tử đang được khỉ bế. Ban đầu tất cả đều tưởng con sư tử đã chết, nhưng khi con khỉ đầu chó băng qua đường, trèo lên cây và bắt đầu trải chuốt con vật, thì lúc đó họ mới biết con sư tử còn sống. Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Khám Phá. Các bạn thân mến, cảnh tượng lạ lẫm trên đã khiến cho rất nhiều người liên tưởng ngay tới hình ảnh của chú quân sư khỉ đầu chó Rafiki đã nâng cao chú sư tử mới sinh Simba trong phim Lion King. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu những sự thật thú vị về khỉ đầu chó và lý do tại sao chúng lại thích bắt cóc con của kẻ thù để nuôi nhé! The Lion King là một trong những bộ phim hoạt hình Disney kinh điển đã gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em toàn cầu. Ra mắt từ năm 1994, bộ phim này đã liên tục gặt hái được nhiều thành công vang dội, trở thành một tượng đài bất hủ trong làng hoạt hình thế giới. Phiên bản 3D cũng đã được Disney công chiếu vào tháng 7 năm 2019 vừa qua, tiếp tục công phá màn ảnh lớn và trở thành tác phẩm hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử nhà chuột. Dù là phiên bản nào thì một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất của The Lion King chính là khi chú khỉ đầu chó Rafiki đóng vai trò như quân sư của vua Mufasa bế chú sư tử mới sinh Simba và khoe với toàn bộ động vật ở vùng đất Brightland. Hình ảnh tưởng như hư cấu này hóa ra lại hoàn toàn có thật. Con khỉ đầu chó được cứ ôm chặt chú sư tử con và đu mình từ cảnh này sang cảnh khác, quyết không chịu buông tay. Ông ta đã cực kỳ ngạc nhiên trước hành động này và khẳng định ông chưa từng gặp hình ảnh nào thú vị hơn thế trong vòng 20 năm làm nghề của mình. Ông chia sẻ, mặc dù lũ khỉ đầu chó được khá là vụng về và bất cần, nhưng nó lại cứ liên tục ôm chặt, bảo vệ chú sư tử con, cứ như thể đó là con ruột của nó vậy. Ông cũng nhấn mạnh rằng thời tiết vào buổi sáng hôm ấy cũng khá oi nóng, khiến cho sư tử con có vẻ bị kiệt sức vì mất nước và không thể tự mình di chuyển. Kurt cho biết, các loài động vật linh trưởng, bao gồm cả khỉ đầu chó trong khu Cross Safari vẫn thường xuyên lảng vảng quanh khu vực nghỉ ngơi của sư tử và báo đốm. Vì vậy, rất có thể con khỉ này đã dình lúc sư tử mẹ đi săn mồi để chôm luôn chú sư tử con về. Để làm gì thì chưa rõ. Trong The Lion King, Rafiki tỏ ra là một quân sư thông thái, hiền lành và cực kỳ quan tâm tới sự an toàn của Simba. Thế nhưng đời không như là phim, thực tế lại có phần hơi tàn nhẫn hơn so với những gì chúng ta được xem trên màn ảnh nhỏ. Kurt chia sẻ rằng, trời chắc con khỉ đầu chó kia đã chăm sóc con sư tử con như trong phim. Ngược lại, ông từng nghe nói đôi khi lũ khỉ này còn xử tử luôn chiến lợi phẩm của mình. Bên cạnh đó, khỉ đầu chó cũng thường xuyên di chuyển theo đàn với số lượng lớn, lại có lợi thế leo trèo trên cây nên khả năng sư tử mẹ đòi con thành công là cực kỳ thấp. Không chỉ hứng thú chăm con của sư tử, khỉ đầu chó còn đi trộm con của cả báo đốm. Khỉ đầu chó ôm báo hoa mai nhỏ trong lòng, thậm chí trải lông cho nó. Kurt cùng nhóm du khách bắt gặp đàn khỉ đầu chó khi lái xe trên một con đường đất trong công viên. Đàn khỉ đang di chuyển theo hướng ngược lại và họ chậm rãi lái xe qua. Khi tới khúc cua, đoàn tham quan trông thấy thành viên cuối cùng của đàn khỉ, đó là một con đực trẻ. Nó đứng cách chiếc xe chỉ khoảng 10 mét, tay đang ôm chặt một thứ gì đó. Trong vài giây, khi đôi chó tung thứ trong tay lên và tất cả chúng tôi đều kinh ngạc vì nhận ra đó là một con báo hoa mai nhỏ. Hút kể lại, ban đầu anh và hướng dẫn viên du lịch cho rằng báo hoa mai đã chết và khi đôi chó chỉ nhặt nó lên, hoặc chính nó cũng liên quan tới cái chết của con vật nhỏ. Tuy nhiên, sau vài giây quan sát, họ nhận ra báo hoa mai vẫn còn sống. Đoàn tham quan hy vọng khi đôi chó sẽ hết hứng thú và bỏ lại báo hoa mai để nó có cơ hội mong manh gặp lại mẹ mình. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc vẫn rất thích con vật nhỏ. Khi đôi chó ngồi ôm báo hoa mai, thỉnh thoảng nhìn xuống kiểm tra, thậm chí trải lông cho nó. Dù hơi vụng về, khi đôi chó vẫn khá dịu dàng và có vẻ sẽ không làm hại báo hoa mai. Cuối cùng, kẻ bắt cóc ôm con vật nhỏ chạy theo cả đàn, biến mất khỏi tầm mắt của các du khách.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy khỉ đổi chó bắt báo hoa mai con. Tôi cũng không nghĩ có thể gặp lại cảnh tượng như vậy. Chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng, đồng thời cũng đau lòng vì biết rằng báo con không thể sống sót quá vài giờ khi thiếu mẹ nó. Wood chia sẻ lại. Khỉ đổi chó tên tiếng Anh là Babon. Theo như chúng mình biết được thì chúng đã tồn tại trên trái đất này cách đây khoảng 2 triệu năm. Thông thường, khỉ đổi chó sinh sống trên mặt đất, nhưng một số thì ngủ trên cành cây vào ban đêm. Chúng thường được tìm thấy ở các vùng thảo nguyên mở và các khu rừng khắp châu Phi. Khỉ đổi chó có tính xã hội rất cao, chúng sống thành bầy đàn và được phân cấp rõ ràng với những thành viên và kẻ thống trị được xác định qua cách mà chúng giao tiếp. Trong đó, khỉ đổi chó đực trong đàn có thể giao phối với bất kỳ con khỉ đổi chó cái nào. Thứ tự giao phối này sẽ phụ thuộc vào thứ hạng của chúng trong đàn. Khỉ đực đôi khi cố gắng lấy lòng khỉ cái. Để làm được điều này, nó có thể giúp khỉ cái chải lông hoặc cung cấp thức ăn cho khỉ cái. Mỗi đàn khỉ đầu chó thường có khoảng hơn 50 thành viên và tùy vào thời điểm trong năm, số lượng thành viên có thể tăng lên tận 250. Khỉ đầu chó có thời gian hoạt động và săn mồi bất thường suốt cả ngày lẫn đêm. Chúng có thể lẻn vào nhà của con người để bắt cừu và dê như ở Nam Phi. Nguồn thức ăn phổ biến chủ yếu là côn trùng, cá, động vật có vỏ, thỏ rừng, chim, khỉ, vơ vét và những con linh dương nhỏ. Về sinh sản, thông thường, khỉ đổi chó cái sinh mỗi lứa một con sau khoảng thời gian mang thai khoảng 6 tháng. Khỉ con chào đời có lớp da đen và cân nặng khoảng 400 gram. Khỉ mẹ có xu hướng là kẻ chăm sóc chính cho con của mình, mặc dù những con khỉ đổi chó khác trong đàn cũng có thể cùng giúp đỡ làm công việc này. Khỉ con được cai sữa sau khoảng thời gian 1 năm và trưởng thành về giới tính khi chúng đạt độ tuổi từ 5 tới 8. Lúc này khỉ đổi chó đực sẽ phải rời bầy đàn, nơi mà nó được sinh ra để tự tìm kiếm bầy đàn riêng cho mình. Các khỉ đổi chó cái sẽ vẫn ở lại bầy đàn và sống ở đó suốt đời. Về kẻ thù. Kẻ thù của loài khỉ đổi chó là những con cá sấu sông Nin, loài mèo lớn như sư tử và cả linh cẩu. Tuy nhiên, chúng lại được xem là một con mồi khó đối với báo đốm, phần lớn chủ yếu là mối đe dọa đối với khỉ con. Trong khi những con khỉ được lớn sẽ đối đầu với kẻ thù bằng cách nhăn mặt, nhe răng nanh là một vài hành động hù dọa đặc trưng rồi đuổi kẻ thù ra khỏi vùng nguy hiểm. Về tuổi thọ, trong tự nhiên khỉ đầu chó có thể sống khoảng 30 năm, tuy nhiên khi bị giam cầm chúng có thể sống tới tận 45 năm. Chúng mình là Hóng Khám Phá. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!